mình sẽ hướng dẫn các bạn tới với trang ô tô và ok, giờ mình sẽ bắt đầu tô nhé. Ok, mình đã tô xong bức tranh đấu tổ của mình rồi. Video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.